Đề xuất này được các chuyên gia đánh giá là phù hợp, làm giảm thiểu đầu mối kê khai thuế, góp phần cải cách thủ tục hành chính. Bởi với thực trạng hiện nay, có hàng trăm ngàn cá nhân kinh doanh qua 139 sàn thương mại điện tử nhưng vẫn chưa đi kê khai, nộp thuế đầy đủ. Trong khi đó, số lượng giao dịch qua các sàn này một ngày lên tới 3,5 triệu lượt. Đại diện Hội Tư vấn Thuế cho rằng, các sàn thương mại điện tử nắm rất rõ được tên tuổi, địa chỉ, hàng hóa, dịch vụ và doanh thu của các cá nhân kinh doanh qua sàn. Vì vậy, việc kê khai, thu thuế thay sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc hàng trăm ngàn cá nhân này tự đi kê khai, nộp thuế.